Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Kể từ sau chương trình Sao Nhập Ngũ, cái tên Khánh Vân dường như đã rất quen thuộc với khán giả. Chính vì vậy mà nhất cử nhất động của cô nàng đều được cộng đồng mạng chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Khánh Vân đã đăng tải bộ ảnh chụp hình bên bia mộ của người thân. Tuy nhiên, cách tạo dáng của cô nàng thì đã gây nên rất nhiều tranh cãi đối với khán giả. Sau khi kết thúc chương trình Sao Nhập Ngũ, tưởng chừng như mọi thị phi của Khánh Vân cũng đã khép lại khi group anti-fan biến mất, những tranh cãi về thái độ lúc còn tham gia chương trình cũng không còn. Thì mới đây, dân mạng lại tiếp tục tranh cãi kịch liệt về những hình ảnh do chính cô nàng đăng tải bên bia mộ của người bà quá cố. Cụ thể, vào tối ngày 12 tháng 4, Khánh Vân đã đăng tải lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái: tròn 4 năm công chúa bụng bự đến thiên đường cùng hoàng tử. Trong 3 bức hình Khánh Vân đăng tải, có một tấm hình lấy góc chụp từ xa, cô nàng lấy tay tựa vào bia mộ và tạo dáng. Dù không có tạo dáng phản cảm, nhưng đây cũng chính là bức hình gây ra nguồn cơn của những tranh cãi trên mạng xã hội. Thậm chí có người còn gay gắt chỉ trích nữ diễn viên là làm màu, sống ảo trên mạng xã hội. Dân mạng sau khi xem xong bức hình đã chia thành hai luồng quan điểm trái chiều. Một bên bênh vực cho rằng những tấm hình này của cô vô cùng bình thường, không có gì đáng phải bàn luận. Phe còn lại cho rằng đây là những hình ảnh mang tính chất riêng tư, không nên công khai, đặc biệt là việc tạo dáng chụp hình bên bia mộ của người quá cố lại khá nhạy cảm. Không chỉ riêng tại trang cá nhân của Khánh Vân, mà trên các diễn đàn, hội nhóm lớn nhỏ trên Facebook đã đăng tải và có hàng nghìn lượt người vào bình luận, tranh cãi về những bức ảnh do Khánh Vân đăng tải. Về phía Khánh Vân, trước những tranh cãi của cộng đồng mạng, cô nàng cho biết chính cô cũng đã lường trước được sẽ có những bình luận tiêu cực khi đăng tải những tấm hình này, nhưng cô vẫn quyết định đăng. Khánh Vân cho biết, chỉ cần là tôi thì bất kể việc gì cũng sẽ bị mắng, thật sự là tôi quen rồi. Thậm chí tôi thừa biết, việc mình post ảnh cũng sẽ bị nhiều người nói ra nói vào. Trước khi post, đã tham khảo các bài tảo mộ của các nghệ sĩ khác và thấy mọi người không ai khắt khe gì cả. Hiện tại, bức ảnh của Khánh Vân đang có lượt truy cập cao trên mạng xã hội với hơn 80.000 lượt tương tác, hơn 300 bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về bộ hình này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Chúng mình là X News và đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.